Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, 1 tháng 7, có các nội dung chính sau đây. Quebec bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện chuyên chở công cộng kể từ ngày 13 tháng 7. Air Canada ngưng 30 đường bay nội địa do ảnh hưởng của COVID-19. Thống đốc Texas bị kiện vì lệnh đóng cửa. Trước hết là vài con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ 3 30 tháng 6, trên toàn thế giới có hơn 10.558.000 người nhiễm virus corona, bao gồm hơn 512.000 người chết. Tại Hoa Kỳ, có hơn 2.719.000 người nhiễm virus, bao gồm gần 130.000 người chết. Brazil có hơn 1.402.000 người nhiễm virus, bao gồm hơn 59.000 người thiệt mạng. Canada có hơn 104.000 người nhiễm virus, bao gồm 8.591 người thiệt mạng. Tại Quebec, giới chức y tế hôm thứ Ba loan báo tỉnh bang hiện có 5.503 người đã chết vì COVID-19. Số ca nhiễm virus cho đến nay là 55.458 người. 435 người đang được điều trị COVID-19 tại các bệnh viện Quebec tính đến hôm thứ Ba. Trong số những người nằm bệnh viện có 38 người đang được chăm sóc đặc biệt. 24.798 người bệnh COVID-19 đã bình phục. Thành phố Montreal có hơn 27.000 người nhiễm virus, bao gồm 3.376 người chết. Montreal vẫn là quận dẫn đầu về số ca nhiễm virus, 2.552 người. Quebec bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện chuyên chở công cộng kể từ 13 tháng 7. Thủ hiến François Legault hôm thứ Ba 30 tháng 6 loan báo sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng ở Quebec bắt đầu từ ngày 13 tháng 7. Quy định mới sẽ áp dụng cho bất kỳ ai trên 12 tuổi. Đối với trẻ nhỏ hơn, việc đeo mặt nạ được khuyến khích mạnh mẽ nhưng không bắt buộc. Ông Legault cho biết sau thời gian khoan hồng 2 tuần, tức là sau ngày 27 tháng 7, các giới chức của cơ quan chuyên chở công cộng sẽ được yêu cầu cấm hành khách lên xe nếu từ chối đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ông nói thêm, sẽ không phạt đối với những người không tuân theo quy định mới và cảnh sát cũng sẽ không được giao nhiệm vụ đặc biệt để phạt những người không đeo mặt nạ. Trong cuộc họp báo tại Montreal, ông Legault cho biết, chúng tôi cũng cần phải dựa vào sự tôn trọng và đoàn kết của dân chúng, mục tiêu là tôn trọng người khác. Tại Hoa Kỳ, 18 tiểu bang đã có luật buộc đeo khẩu trang ở những nơi nào không thể giữ khoảng cách 2 thước như trong cửa hàng thực phẩm hay trên phương tiện chuyên chở công cộng. Sau những ca nhiễm tăng đột ngột ở một số tiểu bang của Mỹ, Legault nói rằng ông muốn bảo đảm Quebec không phải bị giới hạn một lần nữa. Hiện tại, việc đeo khẩu trang là không bắt buộc ở các không gian công cộng khác như các cơ sở kinh doanh. Cho đến nay, trong lãnh thổ Quebec chỉ có quận Côte-Saint-Luc là đã thông qua luật địa phương bắt buộc đeo khẩu trang ở những cơ sở kinh doanh và trong các tòa nhà của thành phố. Ông Legault không loại trừ khả năng Quebec cuối cùng cũng sẽ theo một luật như vậy cho toàn tỉnh bang. Ông cho biết quyết định sẽ dựa trên một số yếu tố bao gồm cả tình hình COVID-19 diễn biến như thế nào. Air Canada ngưng 30 đường bay nội địa do ảnh hưởng của COVID-19. Hãng hàng không Air Canada đình chỉ vô thời hạn 30 đường bay trong khu vực nội địa và đóng cửa 8 nhà ga tại các phi trường trong khu vực trên khắp Canada do nhu cầu du lịch hàng không sụt giảm chưa từng có vì COVID-19. Hãng hàng không có trụ sở tại Montreal hôm 30 tháng 6 cho biết việc cắt giảm đang được thực hiện do nhu cầu tiếp tục yếu kém đối với cả kinh doanh và du lịch giải trí vì hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới. Hơn 2/3 các đường bay bị hủy bỏ và tất cả 8 nhà ga trong khu vực được điều hành bởi Jazz Aviation, một đối tác của Air Canada. Air Canada cho biết họ nghĩ rằng kỹ nghệ hàng không sẽ không thể phục hồi từ thiệt hại do COVID-19 gây ra trong ít nhất 3 năm. Và nói rõ rằng việc hủy các đường bay công bố hôm 30 tháng 6 có thể không phải là bước kết thúc.
Hồi đầu năm, hãng hàng không tuyên bố rằng họ sẽ sa thải khoảng 20.000 công nhân hoặc hơn một nửa số nhân viên như một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí. Air Canada cho biết công suất toàn bộ hệ thống đã giảm khoảng 85% trong quý 2 so với cùng thời gian năm ngoái và hãng hàng không dự đoán công suất trong quý 3 sẽ giảm 75% so với cùng thời gian năm 2019. Air Canada đã mất hơn 1 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay và đã đốt cháy 688 triệu đô la chỉ trong tháng 3. Thống đốc Texas bị kiện vì lệnh đóng cửa. Thống đốc tiểu bang Texas, ông Craig Abbott, đang bị một nhóm chủ quán bar ở Texas đệ đơn kiện vì ra lệnh tái đóng cửa các hoạt động kinh doanh trước sự bùng phát đợt 2 của COVID-19. Các chủ quán bar ở các thành phố Austin, Houston và Galveston, tiểu bang Texas ngày 29 tháng 6 đã đệ đơn kiện thống đốc Abbott vì cho rằng ông không có đủ thẩm quyền ra lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Họ cho rằng lệnh cấm này không công bằng khi chỉ nhắm vào các quán bar trong khi cho phép các cơ sở kinh doanh khác như tiệm làm tóc, làm móng được duy trì hoạt động. Jared Woodfield, luật sư đại diện của nhóm chủ quán bar nói, thống đốc Abbott tiếp tục hành xử như một vị vua. Ông ấy đang đơn phương hủy hoại nền kinh tế và chà đạp lên quyền hiến định của chúng ta. Ủy ban thức uống có cồn của Texas cho biết các nhân viên đã kiểm tra gần 1.500 cơ sở kinh doanh khắp tiểu bang để đảm bảo thực hiện đúng lệnh cấm do thống đốc ban hành và phát giác 59 quán vẫn mở cửa. Giới chức thành phố Houston cho biết đã trả lời hơn 300 khiếu nại về việc các quán bar, câu lạc bộ vẫn mở cửa, trong khi nhà hàng nhận quá lượng khách cho phép. Tuần trước, thống đốc Abbott đã ra lệnh đóng cửa các quán bar, yêu cầu các nhà hàng phục vụ 50% công suất, sau khi nhận thấy việc mở cửa hồi cuối tháng 5 là một trong những nguyên nhân khiến cho số ca nhiễm virus corona và số người vào bệnh viện tăng mạnh, biến tiểu bang này thành điểm nóng COVID-19 của Mỹ. Tính đến ngày thứ Ba, 30 tháng 6, tiểu bang Texas có hơn 163.000 ca nhiễm, bao gồm hơn 2.400 người thiệt mạng vì COVID-19. Texas cũng đã ghi nhận số ca nằm bệnh viện vì COVID-19 cao kỷ lục với 5.913 trường hợp. Hôm Chủ nhật, Thống đốc California, ông Gavin Newsom, cũng đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức các quán rượu và tụ điểm vui chơi buổi tối tại 7 quận hạt, trong đó có Los Angeles. Các tiểu bang New Jersey, New York và Connecticut đã ra lệnh cách ly 14 ngày với những người đến từ điểm nóng COVID-19 của Mỹ, bao gồm Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina, Texas và Utah. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức trong 24 giờ qua. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.